Giang xin kính chào quý vị khán giả của Đài SBTN. Kính thưa quý vị, Trường Giang có dịp đi du lịch cũng như là đi công tác tại tiểu bang California. Trước khi đến tiểu bang California thì Trường Giang cũng có quen một số bạn trên Facebook. Và một trong những người bạn trên Facebook đó Trường Giang quen đó là em Duy Nguyễn. Kính thưa quý vị, em Duy Nguyễn còn rất là trẻ nhưng mà em có cái nhìn rất là sâu sắc về chính trị cũng như là xã hội Việt Nam hiện nay. Thì khi mà tới tiểu bang California thì Trường Giang cũng quyết định là phải tìm đến gặp em để tìm hiểu thêm tại sao và nguồn gốc từ đâu mà em bắt đầu dấn thân vào con đường chính trị cũng như là xã hội Việt Nam hiện nay. Duy là một người bạn trẻ sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ. Cái hay của Duy là em biết được hai ngôn ngữ, đó là tiếng Việt và tiếng Anh. Hiện nay em đang học năm thứ ba của trường đại học San Jose State và học về ngành chính trị khoa học. Trước khi thì Trường Giang xin mời em gửi lời chào đến quý vị khán giả của Đài SBTN. Xin kính chào quý vị khán giả của Đài SBTN. Tôi tên là Duy. Thì khi mà anh em mình trò chuyện trên Facebook cũng gặp em lần đầu tiên tại San Jose thì thấy em là một người cũng nhỏ con chứ không có lớn lắm, nhưng mà có một cái tấm lòng, có một cái trái tim rất là lớn đối với đất nước Việt Nam của chúng ta. Thì trước tiên thì em có thể chia sẻ là sở thích của mình hàng ngày như thế nào không? Thường em vô Facebook trò chuyện với mấy đứa bạn trong nước, nhất mấy như mấy đứa bạn, mấy đứa sinh viên đại học ở Hà Nội với mấy đứa sinh viên ở Sài Gòn về tình hình đất nước. Tức là em trò chuyện với mấy bạn trong nước thì em phải viết và hiểu tranh về tiếng Việt. Thì em sinh ra và lớn ở đây, lớn lên ở đây thì cái cơ duyên nào mà tạo cơ hội cho em học tiếng Việt mà viết và nói tranh như vậy? Em tự viết tự đọc. Thì hồi xưa lúc còn nhỏ thì thường thích đọc báo của Việt Nam. Và từ đó thì được tập viết thôi, nhưng viết cũng không có được khá lắm, được thôi. Tại sao em chọn ngành học về chính trị khoa học? Vì hồi xưa em ở tiểu bang Alabama khoảng 4 năm. Và ở thành phố Birmingham, những người đa số những người ở bên đó là người Mỹ trắng với Mỹ đen, ở trong Việt Nam thì ít. Và đi học elementary school thì đa số cũng Mỹ trắng Mỹ đen, và một mình còn tôi là một mình người Việt Nam ở châu. Thì mấy đứa học sinh thì đối xử không có được tốt, gọi bị bullying. Và từ đó thì em cũng muốn có ước mơ gì đó để thành một người tài giỏi, ở châu tài giỏi trên đất nước Mỹ mà những người Mỹ không còn coi thường với em như em đã trải qua. Tức là em nghĩ học về ngành chính trị thì em có thể thay đổi cái nhìn của người Mỹ sống ở trên đất Mỹ đối với người ở đông của chúng ta, và em đã chọn cái con đường đó. Vậy thì em có thể cho Trường Giang biết là em bắt đầu tham gia vào hoạt động xã hội và quan tâm đến chính trị, đặc biệt là chính trị ở trong nước từ lúc nào? Từ khoảng năm ngoái thì em tham gia một tổ chức tuổi trẻ về cộng đồng Việt Nam ở San Jose gọi là Vietnamese American Roundtable. Và trong đó thì có một người thành viên của nhóm là cũng là thành viên của nhóm Con đường Việt Nam, một tổ chức nhân quyền của Việt Nam. Thì từ đó thì em tìm hiểu thêm về cái tổ chức cái Con đường Việt Nam, về hoạt động và về nhân quyền của Việt Nam và mấy cái hoạt động khác ở trong nước nữa. Thì em có thể cho anh biết là cái gì đã thúc đẩy em và cũng như là cho em cảm hứng để em hoạt động trong cái sinh hoạt xã hội cũng như nhân quyền cũng như là trong hội chính trị trong nước? Từ khi bắt đầu em có coi một cái đoạn clip trên YouTube về mấy bà cô bác dân quan ở Sài Gòn biểu tình gần là lãnh sự quán Mỹ gần ngày 30 tháng 4, thì họ hô hào là đá đảo cộng sản, về đảng cộng sản Việt Nam, quốc hạnh 30 tháng 4 này kia nọ. Thì em nhìn thấy rất là đau lòng, rất là lần đầu tiên mới thấy những biểu hiện như vậy. Mà từ đó em thấy cái cơ hội để thay đổi đất nước Việt Nam.
từ đó. Có nhiều bạn trẻ mà anh cũng đã từng tiếp xúc cũng như là quen biết, khi mà nói tới những hoạt động hoặc là tham gia những cái hội đoàn chính trị, đặc biệt là chính trị trong nước, thì họ tránh né nhiều hơn là đối mặt hoặc là tham gia để cùng thay đổi một cái gì đó. Tại sao em có cái nghĩ khác như vậy? Vì hồi xưa thì mẹ em lúc đi trước qua Mỹ thì bị bắt vô cải tạo vì đi vượt biên á, thì hồi xưa khoảng năm tám mấy, thì từ đó thì em rất là hơi muốn tìm cách nào để giúp cho đất nước, giúp cho đất nước, giúp cho như gia đình em, như lấy lại công lý của những người không phải như gia đình em mà những người cả 90 triệu dân của trong nước, từ vì cái đàn áp của Cộng sản Việt Nam đối với người dân. Về nói tới về chính trị Việt Nam thì đa số các bạn trẻ mà anh quen biết thì họ thường hay tránh né hoặc là họ không muốn nói tới. Anh không biết vì lý do gì mà họ không có quan tâm tới. Nhưng mà em thì em đi con đường ngược lại. Em là một người và lớn lên và sinh sống tại Hoa Kỳ, nhưng em lại muốn nhìn về đất nước, muốn chia sẻ những cái gì mình biết đối với những anh em trong nước. Nhưng ngược lại thì có nhiều người, người ta nói là muốn tranh đấu để thay đổi đất nước thì phải cần những người ở trong nước. Những người hải ngoại có thể là không có tác động hay là không có ảnh hưởng gì. Theo em nghĩ thì cái ý kiến này như thế nào? Thì mình có chỉ là giúp họ về thông tin, về sự trí thức như về luật pháp, về dân chủ, về gọi là rule of law cho những người ở trong nước để hiểu biết thêm. Và để từ đó thì từ người dân trong nước sẽ tác động để tiêu cực, để thay đổi đất nước, không còn là cộng sản nữa. Nhưng riêng em thì em trong cái quá trình hoạt động gần đây của em thì em nhận định được cái như thế nào về những bạn trẻ trong nước và những người bạn trẻ hải ngoại? Những người ở hải ngoại thì đa số họ quan tâm với đất nước Mỹ nhiều. Đa số quan tâm với đất nước Mỹ nhiều. Còn mấy người trong nước thì có một số người họ quan tâm với đất nước Việt Nam. Họ quan tâm một số như mấy bạn mà em từng tiếp xúc. Còn có một số như họ quan tâm, không có quan tâm gì đất nước nhiều. Họ quan tâm về những gọi là giải trí, tỉnh thức gì cho riêng mình thôi, cho cá nhân mình thôi. Chứ không có gọi là về tình hình để làm thế nào để cho giúp đất nước mình tiếp tục còn để làm tốt hơn. Lần đầu tiên mà khi mà ba mẹ hoặc là anh em hoặc là những người bạn của em nhắc tới Việt Nam, thì trong thâm tâm của em hiện nay cũng như là lúc đó thì Việt Nam như thế nào đối với em? Cái hình tượng của đất nước Việt Nam như thế nào đối với em? Hồi xưa là thì theo em là Việt Nam cũng là một chỉ là một chỗ gọi là foreign place thôi. Chứ xa lạ, một nơi xa lạ, không có biết nhiều. Vì không đâu phải sinh ra lớn lên ở bên Việt Nam, thì chỉ biết bố mẹ nói gì thì nghe thôi, chứ không có gọi là không có tấm lòng thời đó, không có quan tâm tới. Để hỏi lại câu hỏi là lý do em quan tâm là tại sao? Từ khi bắt đầu gặp một người thành viên của con đường Việt Nam và sự hiểu thêm về đất nước Việt Nam từ khi cái sự giàn khoan của 981 ở Biển Đông và cái hành động mà quốc tế đã biết nhiều rồi. Và từ đó thì em tìm hiểu nhiều thêm về sự hệ thống chính trị của Việt Nam, thì về của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thì em bắt đầu hiểu biết thêm mà về cái relationship giữa Việt Nam và China. Và giữa hai nước đó thì nó giống như Liên Xô đối với mấy cái nước Đông Âu. Nó gần bây giờ nó từ từ như vậy. Thì không biết, thí dụ mình không có quan tâm thì mai sau thì không biết khi nào thì có thể là bị mất nước lần thứ hai. Sẽ tương lai của em là em hy vọng là như thế nào? Thì giúp cả đất nước Hoa Kỳ với nước Việt Nam.
Duy nghĩ thì tình hình, tình trạng đất nước của mình hiện nay như thế nào? Bây giờ đất nước Việt Nam đang thực sự đang lâm nguy vì sự mất đất, mất biển, mất đảo cho Trung Cộng. Và chưa kể là đàn áp mấy những người yêu nước, những người dân quan, mấy người đi theo tôn giáo hàng ngày, gần như gần hàng ngày. Và sự đánh đập của những công an, của chế độ. Thì bây giờ đất, và chưa kể là kinh tế Việt Nam bây giờ cũng đang không có, gọi là không có ổn định vì cái sự tranh chấp về Biển Đông. Em có cơ hội để trở về Việt Nam để giúp đất nước Việt Nam thì em có về không? Và lý do có, anh trả lời cho anh, và không thì tại sao không? Bây giờ thì có thể về nhưng không có ở lại lâu được, nhưng vì cái chế độ cộng sản có thể đuổi tôi ra ngoài nước, giống như vụ Congress Boy thì có thể không, bây giờ không được, nhưng tương lai thì gần tới ngày mà cộng sản Việt Nam không còn cầm quyền nữa thì em sẽ về đất nước để trao đổi với những người trong nước, để với kiến thức của những người Mỹ về chính trị của Mỹ, kinh tế của Mỹ cho những người Việt Nam để hiểu biết thêm, và để giúp đất nước cho Việt Nam tương lai là một đất nước giàu mạnh, tự do, dân chủ, giữ gìn độc lập, tổng vẹn lãnh thổ, chủ quyền của cả nước Việt Nam. Em vừa nhắc tới cô Grace, cách đây một năm thì cô cũng đã bị chính quyền cộng sản Việt Nam trục xuất cô. Em nghĩ sao về những việc mà xảy ra như thế đối với những người về cả hai ngoại? Thí dụ thì em về để đi du lịch thì không sao, nhưng em về để như gặp mấy người hoạt động trong nước, như mấy người nhất đi qua bên Hà Nội này kia nọ, thì có thể bị theo dõi và có thể gặp nhóm như tình trạng của Congress về, có thể bị trục xuất ra khỏi nước. Đúng rồi, phải lên tiếng. Vì em một người đi theo công lý, đi theo vào với cái value of justice, chỗ nào thì bất ổn thì em lên tiếng, chỗ nào bất ổn ở trên thế giới thì em phải lên tiếng lên, chứ không có để im ru như thế để bóp méo to start được. Duy là một người bạn trẻ có tâm huyết muốn thay đổi đất nước về cái khả năng mình có thể làm được hiện nay. Nếu mà có một lời muốn gửi đến với các bạn trẻ trong nước cũng như ngoài nước thì em muốn chia sẻ cái gì? Cho với những người bên những bạn trẻ trong nước thì tôi nói là nên tiếp tục cố gắng lên để phấn đấu cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ, bảo vệ toàn quyền lãnh thổ của về Biển Đông, với mi đảo của đất nước Việt Nam. Còn đối với những người hải ngoại như em thì giống như em thì phải tìm cách nào để giúp cho đất nước mình, mặc dù mình sinh ra ở Hoa Kỳ nhưng mình cũng phải có cái tấm lòng mình nhớ lại, biết là của tìm hiểu về đất nước Việt Nam. Có thể cho quý vị khán giả của Đài PTN biết là trong tương lai, sau khi học xong ngành khoa học chính trị, em sẽ có những cái hy vọng, của những cái ước mơ gì, cũng như là cho bản thân em, cũng như là cho đất nước Việt Nam? Cái hy vọng của em tương lai thì sẽ tiếp tục tranh đấu cho một đất nước Việt Nam có tự do, dân chủ, nhân quyền, tôn trọng nhân quyền. Đất Việt Nam đa đảng, đa nguyên, không còn là chế độ độc tài, cộng sản như bây giờ. Và riêng cá nhân của em thì sau hết học thì em sẽ có thể đi vô trường lực để làm luật sư. Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Cuộc Tiếp Chuyện với bạn trẻ Duy Nguyễn, mới chưa tròn 20 tuổi mà lại có những cái nhìn sâu sắc về chính trị trong nước. Thì hôm nay chương trình rất là vui đã gặp được Duy và cũng là tiếp chuyện cùng Duy. Thì em có thể gửi lời chào tạm biệt đến quý vị khán giả.
Chào quý vị khán giả. Chào mừng với đài SBTN và anh Trường Giang đã phỏng vấn em. Và tiếp tục cho anh Trường Giang đã thành công trong cái chuyến đi tiếp biểu công tác ở tư bang Cali. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và Trường Giang xin hẹn lại quý vị trong chương trình kỳ tới.